cuộc sống tươi đẹp với rất nhiều điều để bạn khám phá. Mỗi ngày mới là một cơ hội học tập, trải nghiệm, làm việc. Nhưng dù bạn làm gì, mọi việc sẽ có ý nghĩa nếu chúng ta được an toàn để trở về và tiếp tục hành trình những ngày tiếp theo. An toàn khi tự do di chuyển. Toyota mong muốn kiến tạo một tương lai nơi con người có thể tự do di chuyển, mang đến niềm vui và hạnh phúc cho mọi người trên mọi hành trình. Không chỉ là các chiến dịch tuyên truyền, không chỉ là các chương trình đào tạo hướng dẫn lái xe, Toyota Việt Nam luôn chú trọng các hoạt động giáo dục và nâng cao ý thức hướng tới một xã hội tham gia giao thông an toàn, đặc biệt là các em học sinh, những chủ nhân tương lai đất nước. Từ đó trang bị cho các em kiến thức, hình thành thói quen và xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông ngay từ khi còn nhỏ. Toyota cùng em học an toàn giao thông. Kể từ năm 2005 đến nay, chương trình đã được triển khai tại 63 tỉnh thành trên cả nước. Cách tiếp cận tự nhiên, nhẹ nhàng, hoạt động đa dạng, phong phú là hành trang cho các em trên mọi nẻo đường phía trước. Cùng kiến tạo một xã hội văn minh, nơi mọi người tự do di chuyển và an toàn, học tập, lao động, khám phá, cùng hành động và thay đổi thế giới. Toyota, chung tay vì an toàn giao thông Việt Nam.